Mở cửa. Mở cửa cho tụi nó đi. Mở cửa. Mày nghe mày. Chó, mày làm gì vậy? Sao cho mày đánh nó? Mày làm gì đó? Mày đứng đó. Mày lấy tao. Lại, lấy tao. Chuyện gì? Anh hỏi nó đi. Nó dám trùm bà bố tôi đánh lén tôi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng có đánh lộn trong nhà của tao. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Nói tao nghe. Mày nói đi. Hả? Mày nói thi cho anh Bảy nghe. Sao? Mày không dám nói đúng không? Mày không dám nói thì để tao nói. Chúng tôi hôm đó nè. Xe không anh? Xe không hả? Dạ. Đi. Đem tiền cho ông Hổ lẹ đi. Chứ ông cào nhà hoài à. Trời, đặt rảnh nữa. Nó sai người Trường 34 đánh tôi đó. Bây giờ anh xử đi. Anh xử sao cho tôi nể anh đi. Chuyện này là sao? Thằng Vũ nói đúng hay không? Dạ. Em. Mẹ à. Mày. Mẹ mày. Anh Bảy. Mày điên hả? Hả? Mày có biết thằng Vũ và thằng Sơn là người của mình hay không? Người một nhà mà. Tại sao mày chơi lén sau lưng nó là sao? Đại ca. Đại ca bớt giận đi. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Hiểu lầm cái gì? Im. Nói. Nói nào. Mày không dám nói hả? Tao có bằng chứng cho mày luôn nè. Lại. Mày là đàn em của thằng Hổ hả? Dạ. Tại sao mày quýnh tao? Dạ. Tại anh kêu em làm vậy. Đánh tao hả? Mày à, mày à, mày à, mày. Rứa tay hả? Đấy. Qua bên đó quỳ xuống xin lỗi một tiếng. Nhanh lên. Anh Bảy. Tao sẽ đếm từ 1 tới 3. Mày mà không quỳ xuống xin lỗi tụi nó trước mặt tao, tao sẽ để cho tụi nó quýnh mày chết. Mày nói. Tại sao mày dám chơi sau lưng tụi tao? Hả? Mày nói đi. Mày cũng biết là trong đám đàn em của tao không có thằng nào chơi dơ giống như mày. Ngon. Ra mặt đánh tay đôi. Mạng đền mạng. Còn con ngon á. Mày luôn. Bước ra đây chơi tay đôi với tao. Bước ra. Bước qua. 1. 2. 3. Xin lỗi. Cái gì? Mày nói cái gì vậy? Nó nói gì vậy mày? Tao điếc, tao không nghe. Mày nói nhỏ, mày nói gì? Tao xin lỗi. Sao tao không nghe ta? Thôi. Tao được. Coi như lời xin lỗi của mày được chấp nhận. Nhưng mà tao nói cho mày biết, tao mà ra tay á thì trời chồng cũng không cản được tao đâu. Mày nhớ nha mày. Mày không tin mày hỏi thằng đàn em đi. Mày nhớ ngày hôm nay nha mày. Con mẹ tụi mày. Điên hả? Đồ trâu bò, đồ ngu.